Có em nói thế ta nghe nó nghĩ mà rồi nó quyết định là sẽ không kể đấy. Alebastian, đại sứ, đại sứ quán. Quá. Anh nghĩ là anh đang định ở đâu anh làm gì với thằng đệ của tôi vậy? Quick. Quất Team Samurai. Thì cậu là Edgy. Cảm ơn thánh thần à, cậu đã đây rồi à. Nên là một lần nữa chúng ta lại gặp anh Larry. Đây là cái nhân vật mà chúng ta gặp rất là nhiều ở những cái vụ án cuối thôi. I really really big pickle cho Lossy. Cái gì? The Raven eat a beer. Những con quạ nó đã xuất hiện rồi. Phúp. Và nó lại biến mất. Phúp. Và ngay cả khi tớ là Steel Samurai, Samurai Thép thì cái thanh kiếm của tớ. Wow. Tớ thật sự là không biết phải làm gì à. I don't know what anything mean anymore. Ai là cái là cái gã này là ai vậy? Có đèn quên à? Tôi là Larry à? House of the Bird à? Người chủ của dòng họ Bird. Nên nên là Larry Bird, Bird là họ mà. Tôi là một người đàn ông của cái Tokyo Tân Cổ à? My Lady. Bên tôi nhớ rồi à? Cái con người này à? Là đã có phải là bạn của là một trong những người bạn của anh phải không anh Ma à? Nên là cái thằng này nó cứ mà bán cái con kia để nó đòi vẽ tranh ấy ở cái phần kia. Phải có vẻ như là như vậy à? Hey, sao cô lại trả lời như vậy? Trên thực tế là tôi không phải chỉ là người bạn đơn thân của anh ta mà tôi còn là người bạn thân nhất của cậu ấy. Và bây giờ cậu lại bảo tôi là có vẻ như nó không quan trọng ta. What sort of life are you talking about? We suspect cả. À, có là có nghĩa là ý của cậu là sao ấy khi mà cậu nói là chúng ta đều là blind ấy thì thằng này nó bảo là nghi phạm ấy thì là chúng ta đều là những cái nghi phạm ấy. Thì tớ cũng đã bị nghi phạm là vụ là một kẻ giết người mà tớ hiểu rồi à. That equals the buy à buy không phải blind có nghĩa là cái sự kết nối ấy có nghĩa là thằng này nó bảo là chúng tôi là không phải chỉ là anh bạn thân mà chúng tôi còn là những người anh em cắt máu ăn thề ra ấy kiểu như thế thì cắt kiểu cắt là cắt máu ăn thề gì ở đây à là nó là cắt máu ăn thề là liên quan đến những cái vụ giết người à tôi thì chẳng ngang như một chút nào. From the instant I saw từ cái thời điểm mà tớ nhìn thấy cái khuôn mặt của cậu khuôn mặt không may của cậu thì cậu ta là Larry Bird. Mình đã biết cậu ta từ hồi lớp 1 à? Cấp 1 à? Và chừng nào mà mình còn nghe tên của hắn ta à? Thì hắn ta luôn luôn là những bị dính líu đến những cái vấn đề rắc rối á. With the K-People T à? Có nghĩa là cái tên đệm của thằng này nó bắt đầu chỉ bằng chữ T là Trouble ấy. Ý thằng này mà thế cậu đang đó. Sao cậu lại giới thiệu cho tớ tớ như vậy à? Cậu thật sự là một con người à? Xấu xa, Edgy à? Nếu mà cậu không cẩn thận à? Cậu sẽ cảm thấy là cái số lượng bạn của cậu sẽ càng ngày càng ít đi. Cái nguyên đe dọa anh. Tao will uncle for beside you. Là có vẻ như là gì? Là gì? Đợi đã, cậu đang làm gì? Larry! Đó là cậu à? À, cậu là cái người đã viết cái chữ ký Samurai Thép cho tớ đúng không? cậu đã không để ý là lúc đấy sao? Nên là bây giờ nhìn lại cái chữ ký rất là buồn cười nó kiểu chữ viết rất là xấu và nó viết thẳng tên thằng này luôn mặc dù thằng này nó không giới thiệu. I ever quickly your thought. Là lúc đấy tớ còn nháy mắt cho cậu qua cái mũ kiểu cái mặt nạ này. Đứng á, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Tại sao mặt anh lại tự nhiên đỏ như vậy? Tôi xin lỗi. Bất cứ nhưng mà liệu cô có thể là tạm thời cô không nói chuyện với tôi trong thời điểm hiện tại không? xin lỗi, tôi đang đâu? Có phải là tôi đang phá cái trò đùa của anh đúng không?
nên là vẫn là thật lại bật kiểu xuất hiện bật bật bản nhạc này rất là bựa chứ. Ồ, thế đây là cái sự việc mà anh đang nói đúng không? Anh công tố viên, cái người đàn ông này, cái người bạn cũ của anh là nghi phạm chính của chúng tôi. What? Và có vẻ anh định hỏi là vì cái gì đúng không? Vì cái vụ, về cái vấn đề mà giết một cái con người of the murder. Đã giết một cái con người à? Người đã trốn vào cái đại sứ quán này à? Đó là Matt Dimasque 2. Nên là cái trò này nó có rất là nhiều cái nói về những cái phần trước. Nhìn mặt như thằng Matt Dimasque nằm trong vựa nhỉ? Only Larry could get himself in another mess at the fire. Chỉ có Larry, đúng là chỉ có Larry mới dính líu đến những cái vụ án ảo như này à? Nên là cái phần này nó lại có cái thằng Matt Dimasque đấy mới ảo chứ. But no matter what the fact. Nhưng mà dù mình có coi thường hắn ta như thế nào thì hắn ta không phải là loại có thể giết người. Tuy nhiên à, là đây có vẻ như là một cái sự việc thực sự không may về hắn ta. Mình phải chứng minh là Larry Bird trên thế là người vô tội. Sư phụ, chúng tôi đã xác định được nạn nhân rồi. Làm tốt lắm ạ. Tôi sẽ tôi sẽ xem cái bản báo cáo đây luôn. Là đặc vụ làm. Liệu anh có phiền khi mà chúng tôi có thể nhìn qua cái đấy không ạ? Và đưa lại theo chưa? Là tôi đã nói với anh cái gì lúc nãy nhỉ, anh công tố viên? Anh sẽ không cản được tôi đâu. The only là chỉ có đủ một ít thịt ở đây à, để cho một con sói ăn thôi à. Và cái con sói mà tôi đang nói đấy là tội. Chính vì thế anh sẽ không thể xem qua được. Tay có chỉ, nhưng mà đặc vụ là ơ, ông này cũng xuất hiện luôn à? Phần đúng rồi, phần này cực kỳ nhiều cái nhân vật luôn. Đặc vụ là bác, liệu ngài à? With you, à đó, liệu cậu có thể cho phép một cái người điều tra như tôi à, có thể xem qua cái chỗ này không à? Ồ, phải, tất nhiên rồi à. Thế thì bây giờ cậu hãy đưa cho anh thám tử xem cái tài liệu luôn nhé. Ok, ba này đến cái cho xem này. Ông có phải là thám tử Bad đúng không? Cậu là cái người công tố viên à? Cậu Edward phải không? Rất vui được gặp ông ở đây, ông thám tử à? Thế là cậu đã không hy vọng gặp tôi sao? Kể từ ngày định mệnh 7 năm đấy á, tôi đã truy đuổi theo tên siêu trộm Zatagarasu à? And I even pressure. Và tôi còn gây sức ép cho Interpol à? Gây sức ép cho Interpol là cho phép tôi được tham dự cuộc điều tra. Trong cái trường hợp mà cái thẻ bài đấy được cảnh sát tìm thấy á, thẻ bài về Zatagarasu ấy. Có vẻ như ông ta rất là tận tâm về trong cái vụ án này à? Thám tử Bét. I know the Zatagarasu MO. Tôi thám tử biết được cái cách thức hoạt động hoặc là cái cách thức kiểu như là cái cách thức sức hoạt động của siêu trộm Zatagarasu rất là tốt, rất là rõ. Và cái niềm đam mê của ông ấy với cái tên để truy đuổi tên trộm này đã không mai một chút nào sau 7 năm. Đó thực sự là một cái gì đó tôi có thể hoàn toàn tôn trọng. Nhưng mà thám tử Bét, tôi phải yêu cầu ngài. Là tôi phải hỏi ngài cái điều này à? Có vẻ ngài là một đồng minh của anh bên anh công tố viên đúng không? Cái mục tiêu của duy nhất của tôi là bắt tên siêu trộm Zatagarasu. Nên là nếu mà cậu ta có thể làm được cái vấn đề ở đây à, và giải quyết được cái vấn đề ở đây à, thì tôi sẽ sẵn sàng có thể chia sẻ được cái thông tin với cậu ta. Tôi một lần nữa lại nợ ngày rất nhiều rồi, ngày thám tử, anh ông thám tử. Nên là chúng ta sẽ hỏi initial info. Nên là chúng ta sẽ được biết thông tin từ cái ông thám tử bé này về cái vụ giết người của Dimasque 2 à. Liệu ông có thể cho tôi biết được cái là một vài cái thông tin không?
When the Zatagarasu xuất hiện, khi mà tên siêu trộm Zatagarasu xuất hiện, đặc vụ Lang và tôi đã thúc Axel of God Uti nên đâu khi mà tên trộm xuất hiện thì đặc vụ Lang và tôi đã đó là đặc vụ Lang và tôi đã không còn là cái vị trí là đứng gác nữa, và chúng tôi đã quyết định là hai người chúng tôi sẽ điều tra trực tiếp cái vấn đề này ở hiện trường vụ án á. Take advantage of the chaos. Nên là nhân cơ hội của cái sự hỗn loạn, đi Moscow ha. Hắn ta đã trốn ở đâu, đã đột nhập vào cái đại sứ quán này à? Và khả năng của hắn ta là cố gắng lấy trộm một cái báu vật hay là một cái gì đó ở trong này. Và tôi đoán là vì hắn ta làm thế nên hắn ta đã mất mạng khi mà hắn ta đã buộc phải đấu với một ai ở trong cái phòng này, đúng không? Nên chúng ta sẽ hỏi nghi phạm. What exactly was the man? Là thế chính xác là cái lý do gì mà cái người đàn ông này đã bị bắt vậy, thám tử? Đó thì đó là samurai à? Cái cậu samurai đó. Nên là tôi có thể nói là nhân danh thay cậu ta là cậu ta đã sinh ra là một con người nhìn trông rất là khả nghi à. But not for the reason you assert. Nhưng mà đấy không phải là cái lý do mà ông phải lo đâu à. Tôi đảm bảo với ngài à. Và như ông có thể thấy được là cậu ta là hoàn toàn là vô hại. Nếu mà cậu ta chỉ là một cái con người khách bình thường thì chúng tôi đã không bắt làm gì à. Bởi vì tối hôm nay ở đại sứ quán của Ale Bastian này, đại sứ Alba đã có một cái kiểu như là cái phát biểu để ấy ấy. Đã có một cái phát biểu của ông ấy trong cái buổi lễ này. Và đó là khi mà Zatagarasu xuất hiện. Nhưng hãy nhớ rằng cái Zatagarasu đó không phải là cái người mà tôi đang nói đến bây giờ à. Those it for the guest. For the guest who call for seat. Là những cái ghế á, những cái người mà được sắp xếp để ngồi những cái ghế đấy á, nó đã trống á. Ô thế là người đã không xuất hiện sao? Ai lại không thể tham dự được cái cuộc họp đấy á? Samurai thép. À, có kiểu ghế mời danh dự ấy, ở ngay đầu ấy. Nghĩa là samurai thép. Until the speak for begin. Cho đến khi mà cái buổi diễn văn à? Hay là cái buổi diễn văn đã được bắt đầu à? Thì mỗi cái thành viên của gia đình nhà samurai thép sẽ phải đợi ở cái phòng riêng à. Tuy nhiên là có một cái lý do lạ là cái người đàn ông đấy đã được thấy ở một cái địa điểm khác thay vì cái phòng của cậu ta ở trong cái thời điểm đấy. Và cậu ta đã ở đâu? Nhìn mặt trong gian mà cậu ta đã ở trên mái á. Là cùng với việc là cậu ta thò một chân của mình vào cái ống khói đấy. Cái ống khói đó nó đã kết nối trực tiếp với cái phòng này. Larry Bird. Có vẻ như là lần này cậu đã làm tốt hơn tất cả những cái lần khác rồi. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Dù thế nào chăng nữa, tôi đã tin rằng là đó. Dù nào chăng nữa thì mình nghĩ đến lúc này mình bắt đầu cái cuộc điều tra của mình. Begin investigation. Bây giờ mình phải kiểm cái gì nhỉ? Đây chúng ta có Larry đứng đây này. Larry Bush. Nên nó đã đổi ra cái team khác. Larry à, có một vài điều mà tớ cần hỏi cậu. Hey, về cái vấn đề đấy á. Tớ cũng có một vài điều để tớ hỏi cậu đây à. Nên là mấy cái nhân vật xén xủa là hay, nó hay vật cái team này. Có cái gì vậy? Nó giống như kiểu là cả hai cậu cái đó, cả cậu và cậu ấy á.
là làm sao mà cả hai cậu lại có thể lại lại luôn luôn có một cách nào đấy á để luôn luôn có những cô gái xinh à hoặc cô gái hot à ở bên cạnh mình vậy. Và Francie à? What about that promise you make for me à? Thế còn cái lời hứa mà cậu đã hứa đối với tớ thì sao à? À đâu, là cái lời hứa của cô đối với tôi thì sao, có nghĩa là lời hứa này vẽ tranh ấy. Cái lời hứa là lời hứa gì ấy? Cái lời hứa mà cô nói là cô có thể trở thành cái người kiểu như là người mẫu của tôi à, cho cái quyển sách kiểu như là cái tác phẩm sắp tới của tôi, đó là cô đó kể là cô Francis quất quất à. Tôi đã không hứa với anh như vậy. Là ngay khi cấp 1 à? We have a certain say là chúng mình hay nói một điều về Larry à? Có nghĩa là khi một cái gì đó không ổn à, thì nó thường thường là liên quan đến bớt. Nên là không cần phải nói nhiều, chắc chắn là cái người đàn ông này là cái vua của những cái sự rắc rối á. Nên mình sẽ hỏi về Steel Samurai thôi. Nếu mà tớ không nhầm thì là cậu gọi bản thân mình là Laurit Đô Num đúng không? Đó là Dinner mà. Laurit Dinner mà. Hãy đó, hãy đọc đúng tên của tớ đi. Là Edgy à? Hãy quên. Ouch. À về tôi nhớ rồi. Anh là cái tên họa sĩ sâu tính ấy. Ở cái vụ án đấy. Không không, cô đã nhầm rồi. Tôi đã bỏ hết những cái liên quan đến Laurit đấy rồi. Bên cạnh đó, Gwen Banzolina. Khi mà cô Banzolina, đây là một cái người yêu mới của thằng này, kiểu người mẫu ấy. Cái trái tim của tôi đã vỡ thành từng mảnh. Nên là bây giờ nó chỉ tập trung một con Francis à. That win. Và đó là khi mà Midi đã đi vào cuộc đời của tôi. She been so good to me. Cô đã rất tốt bụng với tớ được với tôi, nên tôi đã muốn giúp cô ấy một cách nào đấy. Và tôi đã đoán ra được là tôi đâu là tôi đoán là tôi sẽ thử đóng vai của Samurai Thép xem à. You innate blame make less and less say even time we make. Những cái lời nói lảm nhảm của anh à, nó càng trở nên lảm nhảm mỗi lần mà chúng ta gặp. Tôi tin rằng là anh ấy muốn nói rằng là anh ta đã nhận một công việc bán thời gian trong việc là đóng vai của Samurai Thép à? Đó là như vậy thôi à? Và anh ta đã cố gắng để cưa cầm được cái nữ diễn viên đóng vai công chúa Hồng. Cậu hiểu được tớ rồi đấy, tớ biết ngay là đâu. Là tớ biết là cậu hiểu ý tớ của tớ mà Edgy à? Không thực sự lắm á. Nhưng mà ý nghĩa là mình hiểu được cái con người của thằng này là cái gì à? Nên là chỉ từ một cái suy luận đơn giản à, về cái cách thức hoạt động của thằng này, MO à? Modus Operation Larry à? Thời gian trong vụ giết người Larry, tớ muốn cậu thừa nhận với tớ ở ngay đây à, về tất cả những cái gì cậu đã làm vào tối nay. Thừa nhận sao? Hey, cậu nghĩ tớ là một nghi phạm sao? Vớ vẩn, tớ không bao giờ tin là cậu có đủ cái là chức năng của cái bộ não để cậu có thể lên được cái kế hoạch để giết được người được. Tuy nhiên à, tớ đang nói về tớ đang nói về việc cậu đã đang làm ở đây à? We are talking about you here, so I find. À đâu? Là tớ đang nói với cậu ở đây à? Cái cậu cái kiểu cái người hay gặp rắc rối ấy. Nên là hoàn toàn không thể tin được về việc đã không có chuyện gì xảy ra đây được. For past experience. Bởi vì cái kinh nghiệm quá khứ của chúng ta đã dạy tớ rằng là cậu luôn luôn bị là tham dự vào những cái chuyện điên rồ.
ghét ghê. Làm sao cậu có thể nói như vậy được? Dùng những cái lời nói của cậu đâm tớ như thế. Thật không may à? Tớ đã không có đủ thời gian à? Để tớ... À đây này, tìm kiếm cái chìa khóa để mà mở cái trái tim cậu lần này. Đây là Edward nói về cái lần trước là sử dụng cái ngọc bội ấy. Nên là tớ đề xuất là cậu hãy hợp tác với tớ và kể tớ là cậu biết cái gì. Ok, tớ hiểu rồi. Đầu tiên là xin cậu hãy dừng việc là Francis quất tớ từ đằng sau à? Nên là tớ đoán á. I guess you know what I do. Tớ đoán là cậu biết là tớ đã làm cái gì phải không, Edgy à? Tớ không thể tưởng tượng được, tuy nhiên à. Tớ có thể đoán là cho dù cậu làm cái gì à, thì nó đều ngoài trí tưởng tượng của tớ. Nên là cậu phải kể cho tớ chính xác chuyện gì đã xảy ra, Larry. Không, chưa xong đâu, Edgy à. It taken more than a loose than my lip à? Nó cần nhiều thứ khác hơn à, để cậy được những cái gì trong miệng của tớ á. Là để có thể đánh á. Cần nhiều hơn nữa. Hãy thừa nhận đi, ngay bây giờ. Ok, thì tôi đã ở trên mái đấy chẳng hạn. And why exactly? Thế cậu đã ở trên đấy làm gì? Thì cậu biết đấy á. Why need custom and legendary? Đang đóng nhiều cái trò, ví dụ như đang là nhập vai vào một cái anh hùng trong truyền thuyết chẳng hạn. À, anh hùng trong truyền thuyết ra. Anh hùng San là San, trên thế giới là ông già Noel này. Santa Claus. I want to do thing he tớ đã muốn làm những cái gì mà ông ấy có thể làm. Thế nên tớ đã trèo lên cái ống khói đấy. Thế thằng này trên thực tế nó đã trèo lên ống khói thật à? Nhưng mà khi mà tớ để ở trên đấy thì nó đã có được có rất nhiều khói nó đi ra từ cái ống đấy. Ống khói, khói từ cái ống khói. Nên nó sẽ trong cái logic và well, I could go down the chimney. Thì rõ ràng là tớ đã không thể nào đi xuống được cái ống khói khi mà nó đang có khói đúng không ạ? Nên là tớ đã bỏ cuộc. Objection! Larry, cậu không nhận ra được là ông già Noel là không tồn tại đúng không? Tất nhiên tớ biết chứ. Tớ đã tốt nghiệp ở trường làng, cậu biết không? Hoặc là tớ đã là tốt nghiệp ở trường cấp 1, cậu biết không ạ? Thế thì cậu phải hiểu được cái vấn đề là như thế này. Nếu mà ông già Noel là thật à, thì ông ấy sẽ là cái người kiểu như là vi phạm pháp luật lớn nhất ở trong lịch sử của chúng ta, là đi vào những cái nhà của người khác. Cho attempt to in. Nếu mà đấy là cái ý định mà cậu định bắt chiếc là ông già Noel à, thì về cơ bản cái hành động của cậu đã khiến cậu là một cái nghi phạm chính ở trong vụ án này. Thôi nào men à, có chuyện thì không ổn khi mà tôi thế tớ giả vờ là ông già Noel vậy. Objection! Hãy bắt đầu bằng cái sự thật là it will be idea of matching in the matter. Hãy bắt đầu bằng cái việc là cái hành vi của cậu trong cái thời điểm đấy á, là ông già Noel chỉ đến thăm những cái ngôi nhà vào ngày giáng sinh là 24 tháng 12. Đấy là tháng 12, cậu hiểu chưa? À đây, thằng này nó đang nói về tháng 3, March. Không. Này, đợi một chút à. Là chúng ta có phải đứng ở trước cô tòa không? Thế là không cậy được thằng gì cái gì, what the em ấy. Mình sẽ quay lại mình hỏi sao. Nên là mình sẽ sử dụng cái con thương này mà. Mình không biết là mình có kiểm tra được con dao nào. Có một số cái vũ khí nó được để trên cái tường này. Ví dụ là cái nỏ này. Và dưới đấy là một cái bộ dao à? À, có được cái trang trí của cái con bướm á. Có cái họa tiết hình trang trí con bướm á. Đây must be quarterback. Đây chắc là cái loại dao mà nó cũng là nó cũng giống như cái bộ dao của bên Babalet này. Nhưng này chỉ ra rằng là cái lưỡi ở trong cái bao đấy á, nó sẽ có thể nào khớp với cả cái lưỡi kiếm á, à lưỡi dao mà nó đã sử dụng để cái giết ông Cốt Tre này.
Nên là mình sẽ cả chính là mình sẽ kiểm tra cái đầu giá này. Đây là một cái loại vũ khí á, chính của Steel Samurai, một cái thương gọi là Samurai Spear. Nó nhìn thì rất là ngầu đúng không ạ? Tớ hoàn toàn là tớ đã rơi bẻ vào cái này. Islik Insania là bình thường nó nhìn rất là bóng và mượt à? Nó giống như cái trái tim của tớ vậy. It come as you like. Whoops. Khi mà cậu giữ cái con giáo này, cậu thực sự là muốn muốn một vòng đúng không ạ? You do where to what say. Cậu hãy là trong thời điểm hiện tại tớ đề xuất là cậu hãy giữ mồm giữ miệng Larry cho giống như là Larry đã nói á. Cái giáo thì đúng thực là một cái biểu tượng của lòng lòng dũng mãnh á, sự dũng mãnh. Nhưng mà đầu con giáo nó bị ấy á. Liệu cậu có phải sử dụng cái con giáo này để cậu đâm vào cái địch chứ sẽ cậu đập vào cái địch à? Làm nếu mà thế thì mình hoàn toàn mình không thấy được cái cây thương này nó có hiệu quả gì trong việc tấn công người khác. Có gì không ổn với Edgy à? Cậu đang nhìn cái gì vậy? Tớ hiểu rồi. Hãy để tớ kể với cậu là tớ sẽ bảo cho studio là làm cho cậu một cái ok à. Nhưng mà cái giá này là của tớ á, và cái thương này. Liệu liệu tớ có bao giờ tớ nói là tớ cần một cái không? Nhưng trên thực tế là mình cần một cái. Maybe I can chat. Kiểu fan hâm mộ rất cần. Là có thể là mình sẽ email hắn ta bằng việc cho hắn ta một cái bằng chứng á. Cái điều này nó sẽ chỉ ra một cái gì đó với cái thương này. Nên là trong hiện tại là mình chưa biết gì. Nên mình sẽ kiểm tra bạn. Nên là chỗ này chúng ta có đi deck. Con dao nó có hình cây hoa ở đây à? Tôi nghi ngờ là đây là cái con dao nó cũng giống như cái set ra ở Babalest này. Ok, cái này nó lại nói lại này. Mình xem nào. Nên là cái bao này đúng ra nó sẽ khớp. What? One of the nine is missing. Có một cái con dao nó đã bị mất ở trong cái bao này. Thì rõ ràng là cái con dao của mình. Lại hãy xem nào, xem hai cái này nó có khớp với nhau không, lại còn phải thử nữa. Bây giờ cái quan trọng là phải xét nghiệm xem là cái này nó có không. Nó có vẻ như là nó khớp với nhau hoàn toàn. Điều này có nghĩa là là một cái con dao của Alebastian à. Đã một cách nào đó đã nhảy qua ở bên chỗ chỗ ba chỗ ba bass. Nhưng mà cái chính là cái làm cách nào. Không biết là bây giờ mình có chưa nhỉ? Mình xem xem nào, mình xem lại cái organize xem. Nên là autocraft à. Nên là chúng ta phải chỉ về chúng ta là đi đắt. Có một cái gì nó không ổn thì chúng ta sẽ ra chỉ ra là cái autocraft. Là bình thường là cái con dán này đầu thẳng Larry về cây thương này. Cậu đã cảm thấy được cái sức mạnh của nó dùng nó bam. Tớ đang nghĩ là có một cái gì đó không ổn với cái cây thương này. Hãy kể là tớ Larry à. Nó có phải là tớ nhìn nhầm hay là cái cây thương cậu bị cong vậy? What? Không thể nào. Đây chính xác là những cái gì mà là bình thường cái cây thương này nó như thế mà. Tớ đã có một cái chữ ký mà cậu và đã ký tớ ở lúc nãy á. Vẽ luôn cả cái cây thương. Nào bây giờ hãy nhìn kỹ xem mà cái gì cậu đã vẽ vào trên cái đôi tay của mình. Như cậu có thể thấy là cây thương này rõ ràng là nó có một hình dạng khác. What do you have to... Cậu có thể nói về gì về cái này? Tớ xin lỗi. Khi mà tớ đang giữ cái cây thương ở trong tay của mình à, thì tự nhiên là tớ cảm thấy có một cái gì rất là mạnh. Và sau đó trong quá trình tập luyện tớ đã ở đâu
kiểu là tớ đã cảm thấy có gì trong người, nội lực trong người rất là mạnh. Và trong quá trình tập luyện, tớ đã múa cho nó vài vòng. Và bam, nó đã đập vào tường. Đợi đã, không thể tin được, đây là đại sứ quán. Nhưng mà tôi luôn luôn là như thế á, kể từ khi tôi là một đứa trẻ. Một lần trong một cái kỳ đi dã ngoại thì tôi còn mang một cái thanh gươm hạ dở mà, và tôi còn chơi cái thanh gươm đấy cả đêm mà. tôi thực sự là một con người vô dụng à, gì hot blood man à, một con người nóng tính và vô dụng. Larry, liệu cậu có thể nói rõ cái điều này cho tớ không ạ? Về cái buổi dã ngoại đấy đúng không ạ? I begin to shadow fire with my... Tớ đã bắt đầu tự diễn, dùng kiếm tự diễn với bản thân mình. Không phải về cái vấn đề đó, ý của cậu là cái mà cậu đã nói về cái lúc nãy cơ, cái việc của cậu múa thương đập vào tường ấy. Đó, vậy sao? Nó chả có gì to tát cả. Nó không phải là... Nó không thực sự phải là tớ đã để một cái lỗ gì ở trên tường hay là cái gì đâu. Đấy là không phải là những gì tớ đang bảo là Larry à. Cái ngọn giáo của Samurai là nó được làm bằng thép, là bằng kim loại. Nên là về cơ bản là tớ hoàn toàn là không hiểu được là một cái cú múa đơn giản như thế lại có thể là làm gãy được, hoặc là làm cong được. Larry à, có vẻ như cậu vẫn đang rất là ngây thơ. Cậu nghĩ đất cái này ở đâu vậy? Thì cậu liệu cậu cứ luôn mồm gọi là samurai thép, thương của samurai. Nhưng mà về cơ bản là nó không phải thật đâu. Cậu đã không thể nào mà đập ai đó hoặc là chiến đấu với ai đó bằng cái này được. Bởi vì nó ở trong nó hoàn toàn là rỗng. You can hit it again, practice. Nên là về cơ bản cậu có thể xài nó để đập bất kỳ cái gì và nó đã không thể nào cong được à? Là vậy sao à? Đừng kể với tớ là cậu đã biết, cậu đã nghĩ là cái này là thật nhé. Đừng có hiểu lầm ý của tớ. Là tớ lại nghĩ là cái phần này của cậu nó tương đối là kiểu như là dễ thương này. Kiểu như nó đang chơi này, kiểu ngây thơ. Tôi hiểu rồi, bây giờ cái tình bạn của anh thực sự là một cái gì rất là đặc biệt mà Edward. Đấy là con này, đấy không phải tình bạn. Đó là những cái gì mà hắn ta nói không phải tình bạn, đó là kiểu như là sự sỉ nhục. Nên là cái cây giáo của Samurai bị cong này. Nên là bây giờ chúng ta sẽ qua cái ấy đó. Nên mình kiểm tra cái tượng. Nên là cái tượng này là nó giống cái tượng bên kia. Mình hoàn toàn không thể phân biệt được hai cái bức tượng này với nhau ở chỗ bên này với cả chỗ Babas. Cái mặt của bức tượng giống như một cái bộ đó, giống như kiểu là người anh hùng mặc cái bộ trang phục vậy. You lie so very much. Giờ cái mặt của bức tượng này giống một cái người anh hùng mặc bộ trang phục mà anh rất thích. Nên là con này nó biết thằng này nó thích cái Steel Samurai mà. Tôi đã không biết là tại sao bên Mỹ nó lại thích cái hình mẫu nhân vật này như thế nhỉ. Cái bức tượng này nó đã không được làm ở bên Anh ạ, bên Mỹ. Cô phải biết à. Nên là cái bức tượng này đó. Nên là mình nghĩ là chẳng hiểu. Nên là mình sẽ đi kiểm tra cái xác chú Dimas Square. Samurai thép giết Dimas Square. Thì đây là tên nạn nhân là Dimas Square 2 sao? Cái bộ trang phục quái gì này. Thế là cô không biết sao về tên Matt Dimas Square, tên siêu trộm đấy. Ở vài tháng trước, cái tên trộm này nó đã khiến cho là dư luận phải dậy sóng á. Thế đây là cái tên trộm mà đó. Thế đây là một cái tên trộm khác khác so với cái Zatagarasusa. I thought they were alive because they are more. Phải, tôi đã suy nghĩ về hai bọn họ rồi, bởi vì cái cách thức hoạt động của bọn chúng là hơi khác nhau à.
là đi Times Square thì hay thích tập trung vào những cái đồ có giá trị cao à, hoặc là những cái vật báu ấy, hoặc là đồ trang sức à. Và hơn nữa là hắn ta rất là quan tâm vào cái dấu hiệu của hắn ta, nên là Gamsu đã được điều tra trong có một cái vụ án liên quan đến hắn á, nên là anh ta về cơ bản biết nhiều hơn về Dimas Square. Đây là cái vụ án mà vụ số 3. Đúng vậy. Oh, I will tell of it failure anyway. Là đúng thật là như vậy. Tất cả những cái gì mà tôi nghe được là những cái câu chuyện về cái thất bại của anh ta. Cô có vẻ như không thay đổi một chút nào, tôi thấy đấy. Dù thế nào chăng nữa, hãy bắt đầu đi nhỉ. Kiểm tra. Mình sẽ không nghỉ ngơi à, cho khi mình kiểm tra tất cả mọi thứ. Nên là mình sẽ kiểm tra cái đầu rồi. I thought that the Moscow had quit the business. Nên là lúc trước là tôi đã nghĩ là tên The Moscow đã giải nghệ rồi à. Cái gã này à, về cơ bản hắn ta chỉ là một tên kiểu là copycat, kiểu ăn trộm cái tên kiểu như là trước của cái hàng thật à. Nên là hắn ta về cơ bản chỉ là một cái tên trộm vớ vẩn, tên trộm bình thường. Nên là đây là đúng kiểu là Dimas Square là tên trộm. Cái nhân dạng thực sự của hắn á, chỉ là một cái gã không công ăn việc làm, thất nghiệp. Bởi tên của hắn ta là Kashinu. Hắn ta 29 tuổi. Và hắn Lasenicha là cái gì? Đợi mình chưa? Hắn bị buộc tội về cái gì? Là Seni. Ăn cắp à? Đúng không? Buộc tội về ăn cắp. Từ cái quần áo của hắn ta thì và những cái gì mà hắn ta đã mang theo mình à, thì chúng ta có thể xác định là cái that this guy is a real, thì chúng ta có thể xác định là cái gã này là cái tên tên đi mắt que số 2 là thực sự. Lý do của cái chết có vẻ như là mất máu á, từ đằng sau gáy á. Có vẻ như là hắn ta đã bị đập một cái gì rất là mạnh. Nghe nói cái cách khác á, là hắn ta đã bị đánh bằng một cái vật cứng đến chết á. Nên là cái vật này làm chúng ta biết được một số cái thông tin này.